vì như lai tùy phóng mỗi mỗi quang minh đều chiếu khắp tất cả thế giới không thể nghĩ bàn vì như lai hay ở trong một lỗ chân lông hiện ra tất cả cõi phật nhiều như số hạt bụi mây biến hóa đầy khắp tất cả cõi nước chư phật không thể nghĩ bàn vì như lai hay ở trong một lỗ chân lông hiện khắp tất cả mười phương thế giới kiếp thành hoại không thể nghĩ bàn như ở nơi rừng thệ đa vườn cấp cô độc này thấy cõi phật thanh tịnh trang nghiêm mười phương tất cả tận pháp giới hư không giới tất cả thế giới cũng thấy như vậy đó là thấy thân như lai trụ ở rừng thệ đa chúng hội bồ tát thảy đều đầy khắp thấy mưa khắp tất cả mây trang nghiêm thấy mưa khắp mây tất cả máu quang minh chiếu sáng thấy mưa khắp mây tất cả báu ma mani thấy mưa khắp mây tất cả lọng trang nghiêm che phủ cõi phật thấy mưa khắp mây tất cả thân trời thấy mưa khắp mây tất cả cây hoa thấy mưa khắp mây tất cả cây y phục thấy mưa khắp mây tất cả chuỗi báu anh lạc liên tục không dứt khắp cùng tất cả mặt đất thấy mưa khắp mây tất cả đồ trang nghiêm, thấy mưa khắp mây tất cả đủ thứ hương, hình tướng như chúng sinh, thấy mưa khắp mây tất cả lưới hoa báu vi diệu liên tục không dứt, thấy mưa khắp mây tất cả các thiên nữ cầm tràng báu, chu du đến đi ở trong hư không. Thấy mưa khắp mây tất cả các hoa sen báu ở giữa lá hoa sen tự nhiên vang ra đủ thứ âm nhạc, thấy mưa khắp mây tất cả tòa sư tử dùng lưới báu anh lạc để tra nghiêm. Bấy giờ phương đông qua khỏi biển thế giới, nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật, có thế giới tên là Kim Đăng Vân Tràng, Đức Phật hiệu là Tỳ Lô Giá Na Thắng Đức Vương. Trong chúng Đức Phật đó có Bồ Tát tên là Tỳ Lô Giá Na Nguyện Quang Minh, với các Bồ Tát nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật tụ hội đều đi đến chỗ Đức Phật, đều dùng thần lực nổi đủ thứ mây đó là mây hoa trời mây hương trời mây hương bột trời mây man trời, mây báu trời, mây đồ trang nghiêm trời, mây lọng báu trời, mây y trời vi diệu, mây tràng phan báu trời, mây tất cả diệu báu trang nghiêm trời, đầy dãy hư không, đến chỗ Đức Phật rồi đảnh lễ chân Phật, bèn ở phương đông hóa làm lầu các báu trang nghiêm, và chiếu khắp tòa sư tử, thập phương bảo liên hoa tạo đứa báu như ý phủ thân ngài cùng với quyến thuộc đều ngồi kiết già phương nam qua khỏi biển thế giới nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi phật có thế giới tên là kim cang tạng đức phật hiệu là phổ quang minh vô thắng tạng vương trong chúng đức phật đó có bồ tát tên là bất khả hoại tinh tấn vương với các bồ tát nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi phật tụ hội đều đi đến chốn phật cầm tất cả lưới hương báu cầm tất cả chuỗi báu cầm tất cả hoa đới báu cầm tất cả man đới báu cầm tất cả chuỗi kim cang cầm tất cả lưới mani báu cầm tất cả y đới báu cầm tất cả chuỗi đới báu cầm tất cả tối thắng quang minh mani đới cầm tất cả chuỗi sư tử mani báu đều dùng thần lực đầy khắp tất cả biển thế giới